Hi, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Info365. Phía trước mặt các bạn đây đang là chiếc Ford Ranger XLS AT số tự động một cầu. Thì như các bạn đã biết là ở phiên bản 2022-2023 thì XLS sẽ có thêm một phiên bản đó là số tự động hai cầu. Nhưng mà trước giờ thì Ranger XLS vẫn là cái phiên bản mà bán được nhiều nhất của Ford Ranger nha. Thì đây là chiếc được mua nhiều nhất đây, phiên bản thấp nhất của số tự động và là một cầu. Thì anh em sẽ cho các bạn xem là chiếc xe này một số cái thay đổi ở dòng Ranger thế hệ mới. Thì toàn bộ các hệ thống của kích thước mà tổng thể của chiếc xe là đã được bề rộng là rộng hơn nè, chiều dài hơn và cao thì tổng thể chiều cao không cao hơn, nhưng mà là khoảng sáng gầm trước và sau đã được cải thiện ha. Và đặc biệt là chiếc Ranger thì các bạn biết là cái mặt ca lăng này vẫn lấy theo được cái của S150 thu nhỏ. Tuy nhiên thì cụm đèn thì không đỡ được xịn sò bằng cụm đèn của dòng Ranger quay chắc nha. Thì hiện tại chỉ có Ranger quay chắc mới được sử dụng là hệ thống LED mai trận thôi. Còn lại là các phiên bản Ranger bên dưới vẫn là LED halogen bình thường ha. Thì cụm đèn trên và đèn sương mù của Ranger XLS đều là sử dụng bóng halogen. Nhưng mà cái điểm đặc biệt và các bạn sẽ thích nè, ở cái phần khoang này á, thì nếu mà ở phiên bản của quay chắc thì chúng ta sẽ được một cái là hệ thống phanh chủ động nằm phía này. Tuy nhiên ở phiên bản này thì không có, tuy nhiên chúng ta vẫn được một cái khoảng trống lớn. Thì các bạn có thể gắn cái tời móc vô đây được ha. Ở phía bên dưới thì zin theo xe này chúng ta được, thì các bạn thấy này, một tời chứ. Đây là một tời. Thì đây là tời kéo nha. Phía trước thì nó nằm ở phiên bản trước đây thì nó nằm bên dưới, nó hơi khó. Phiên bản này đưa xích ra ngoài để các bạn dễ sử dụng hơn. Và nó cho các bạn một cái bộ vè này. Bộ vè để tránh bùn á. Thì khi các bạn di chuyển các bạn hay bị va chạm cái bộ vè này. Thì bộ vè này bằng nhựa mềm thôi. Đó. Giúp các bạn khi di chuyển thì chúng ta có bị va chạm thì nó cũng sẽ tốt hơn. Ở đây là... Đó, được, anh sẽ cho các bạn xem. Ở đây là cái bộ vè của vè ốp culốp. Thì lúc trước thì không có, thì chúng ta thường phải độ thêm cái vè này. Mâm mới cũng rất là đẹp. Đây là mâm mới nha. Rất là đẹp luôn. Và nó ở ngoài thì các bạn sẽ thấy nó theo cái mục bạc ấy, là mâm này. Lốp thì cũng đã được cải thiện, là lốp mới. Cho các bạn xem hệ thống vè phía trong này, hốc bánh này. Thì đây là một hệ thống mà rất nhiều khách hàng quan tâm để cho khi chúng ta đi vệ sinh. Ok, toàn bộ hệ thống khung gầm của Ford Ranger thế hệ mới đã được cải thiện. Đặc biệt là hệ thống treo, nên các bạn thấy là hệ thống treo của dòng Ranger mới ấy, nó rất là tốt nha. Hệ thống treo mới của Ranger, nếu các bạn khi di chuyển á, mà các bạn có trải nghiệm cái chiếc Ranger thế hệ mới này và chiếc Ranger trước thì các bạn sẽ thấy ngay cái việc đó là cái độ cách âm của Ranger thế hệ mới rất là tốt. Và đặc biệt là cái hệ thống treo khung gầm giúp các bạn khi di chuyển á, nó êm hơn rất là nhiều. Và thêm một cái nữa là ở cái khối động cơ của Ranger thế hệ mới này á, là chúng ta sử dụng động cơ 2.0, lúc trước là động cơ 2.2 hộp số 6 cấp, hiện tại là hộp động cơ 2.0 hộp số 6 cấp và 170 mã nha. Thì cái độ trễ nó được tốt hơn, cải thiện tốt hơn đối với chiếc Ranger XLS này. Các bạn cứ thử, nghĩa là nó đã mạnh hơn và độ trễ chân ga nó đã được khử rồi. Khử một ít thôi, không đáng kể. Tuy nhiên là trải nghiệm sẽ khác hoàn toàn. Động cơ, các bạn thấy là tem của động cơ là turbo ha. Rồi cùng một form với Ranger quay chắc luôn. Đó là cái gương chiếu hậu có một cái đèn rẽ nha. Ở đây là chúng ta bật bước đã được thiết kế lại gọn hơn so với đời trước, và cái đường gân cũng là thiết kế lại để chúng ta có một cái độ bám tốt hơn. Ok, đây là phía đằng sau xe thì đẹp ha. Đối với Ranger quay XLS thì chúng ta không được như quay chắc là không có bộ radar và bộ đèn mà LED, đèn hậu LED nha. Tuy nhiên cái bộ này các bạn về sau anh đảm bảo luôn các bạn có thể đổi được, thay thế đó, gọi là thay thế nâng cấp cái bộ đèn này theo của quay chắc rất là đẹp. Và nhìn là các bạn thấy ngay đúng không ta, có một cái bật bước thế này, bật bước để bước vào thùng hàng, bật bước để khi chúng ta mở bựng ra chúng ta bước vô. Cản phía sau chúng ta đã được thiết kế lại rồi, nó được đưa vô gọn hơn và hạ thấp xuống để chúng ta bước vô nó dễ dàng hơn.
là đối với cản sau này. Odometer cản sau vẫn không có cảm biến nha. Đây là bựng này. Bựng phía sau thì đó, logo được dập chìm. Và đây là cái điều mà các bạn sẽ rất thích đối với chiếc này. Khi chúng ta đẹp phanh thì cái vị trí đèn này nó sẽ sáng lên. Và đây là để mở cốp ha. Nó là tiện dụng. Đây này, logo CAM360. Không phải CAM360 mà sau này các bạn có thể độ. Thì đối với phiên bản 2023 thì XLS lại có cam zin nha. Cam lùi zin. Thì đây là cái điểm cộng rất là lớn đối với phiên bản XLS. Đây là mở thùng sau này. Rất là tiện dụng. Đối với hệ thống thùng mới thì chúng ta vẫn không có hệ thống ti trợ lực. Tuy nhiên khi thiết kế mở mới thì chúng ta mở rất là tiện dụng. Đây là các bạn thấy có một cái thước, là for đánh thước sẵn cho các bạn để khi các bạn đặt đồ lên đây á. Và các bạn dùng mấy cái bộ kẹp á, đây là kẹp này, các bạn thấy không? Đó, các bạn kẹp và các bạn kẹp đồ xuống đây thì các bạn có thể cắt được, cắt một số cái chi tiết trên này, cắt gỗ hoặc là kính hay là nhôm á, trực tiếp trên cái phần mà bựng này luôn. Và do nó cái đánh số của cây thước để các bạn có thể lấy cái kích thước cắt cho nó chính xác. Đây là sợi kép mới màu đỏ. Ở cái vị trí này của Ranger quay chắc thì sẽ là một cái ổ điện của ống điếu 12V và một cái ổ điện của 230V 400W. Còn đối với phiên bản XLS thì chúng ta bị ngắt cái này. Tuy nhiên do đã để sẵn vị trí rồi thì sau này các bạn có thể lấy ra thôi. Lấy ra là các bạn phải làm lại một số vị trí trong xe mà đối với hệ thống nguồn nha. XLS vẫn không có phần thùng, lót sàn thùng, mà buộc là các bạn phải làm thêm ha. Và XLS thì ở đời này lại cho sẵn các bạn là cái phần hai bên hông này. Đời trước thì không có. Thì hai bên hông này, cái phần lót này giống như của Ranger quay chắc. Nó chỉ thiếu là cái thanh thể thao thôi. Tuy nhiên cái phần này các bạn thấy là nó có một số cái điểm đây này. Đó, các bạn thấy ở trên màn hình không? Một số cái vị trí này. Đây, chúng ta có một số vị trí này. Chúng ta có thể dùng tay và khựi nó lên. Khi chúng ta đặt các thanh thể thao, các phần nắp thùng xuống thì chúng ta sẽ bắt từ trên xuống, bắt vít á. Mà không cần phải khoen bắt lại cái phần thùng này nha. Rất là tiện dụng đối với các phần mà Ford đã chừa sẵn cho các bạn này. Vẫn là cái phần vè, các bạn thấy nó rất là liền mạch. Đây là cái phần mà bật bước này. Xong nó liền tới cái phần ốp cua lốp này. Nó là bằng nhựa và để giúp cho các bạn khi va chạm á, nó sẽ bị chảy cái phần đó trước. Ở đây là các phần vè chắn bùn. Ở bánh phía sau sẽ được lớn hơn để giúp các bạn giảm thiểu tối đa cái phần bùn. Đây là bánh dự phòng và hệ thống treo sau thì vẫn xài là nhíp ha. Gương rất là lớn nha. Gương này rất là thích luôn. Ok. Chìa khóa thì vẫn là chìa khóa giống như đời trước. Hiện tại vẫn là chìa khóa cơ. Thì tương lai có thể nâng lên startup. Tuy nhiên là hiện tại vẫn là chưa. Vẫn là cơ thôi. Vẫn chưa có nâng lên khởi động bằng startup. Cho các bạn xem cái màn hình. Anh có hai cái màn hình rất là lớn ở đây. Đẹp ha. Các bạn nhìn con xe nó chạy này. Toàn bộ hệ thống RON thì vẫn là giữ nguyên của Ford từ xưa đến giờ. Hệ thống RON là RON kép. Đối với hệ thống Ranger thế hệ mới, toàn bộ khung gầm và body đã sử dụng vật liệu hợp kim mới. Và đối với các vật liệu trong xe này, vật liệu da và vật liệu nhựa cũng đã được sử dụng vật liệu mới để tăng cái cảm giác cho các bạn khi chúng ta trải nghiệm cái việc mà chạm tay á. Đây là cái điểm cộng rất là lớn nè, như các bạn thấy, và đặc biệt chúng ta thấy ở trên các trang mạng á. Anh bắt lại cái phần bắt sáng một xíu tại vì nó hơi mờ. Thì chúng ta chỉ cần lẩy thôi, lẩy một cái ngay đây là đã mở cửa được rồi. Và lực thì lực tay sẽ dồn xuống đây. Đây, lẩy một cái và dồn lực xuống để mở cửa ra ha. Không giống như trước là các bạn dùng các lẩy ngay đây là nó sẽ gãy liền. Cái phần đóng kính thì cũng giống như thế hệ trước là các bạn đã biết rồi. Ghế của XLS thì vẫn là ghế chỉnh cơ nha. Và là nỉ. Và các bạn phải kiểm tra để bọc nó lại. Đây, mở nắp capo thì đưa xuống dưới này. Để các bạn mở nắp capo bên dưới. Đây, hệ thống đèn. Hệ thống đèn này các bạn sẽ thấy đầu tiên là trên dòng của Ford Explorer. Thì hiện tại là chúng ta, đây các bạn thấy không ạ? Hệ thống đèn tự động trên XLS nha. Đây là cái điểm cộng rất là lớn này. Đó. Chứ chung các bạn không phải mà sử dụng giống như lúc trước mà phải mở bằng tay nữa. Các điểm nhấn này rất là đẹp ha.
Cái màu này các bạn có thể thấy trên của dòng Ford Raptor thế hệ trước á, là cái màu xám này. Xám này nó hơi sáng hơn một xíu. Vô lăng thì nhiều khách hàng nói với anh là vô lăng của dòng Ranger và LS thế hệ mới là nó nhỏ hơn. Tuy nhiên không phải nhỏ hơn nha, mà là, để anh tìm cái vị trí ngồi cho nó chính xác, mà là do cái khoang xe của chúng ta lớn hơn. Chúng ta đang tăng của cái chiều dài và chiều rộng cơ sở, thành ra là cái phần mà khoang xe đó nó rộng hơn. Ok, anh muốn cho các bạn xem cái màn hình này. Một điều đặc biệt của dòng Ford Ranger thế hệ mới là các phiên bản của XL cũng được sử dụng màn hình lớn như thế này, chứ không riêng gì phiên bản của cao. Ok ha, các thông số rất là đẹp. Cho các bạn xem. Ok, cái hiển thị các thông số qua các phần này. Ấn xuống cái off brand thử. Thật ra là anh cũng chưa xem hết các tính năng ở trên này nó đang hiển thị cái phần gì. Off brand thì không thể hiện nhiều như các phiên bản khác. Chip này. Thử chip 2 coi. Đó. Cho các bạn xem nhé. Đó. Nó hiển thị các phần mà đeo của sub belt á, mà các ghế không đeo, hoặc là audio. Ok, rồi. Đó là cái màn hình chính, còn đây là cái màn hình đặt dọc. Các bạn dễ tưởng tượng lắm, nó như một cái iPad và đặt dọc lại. Các bạn thấy dưới đây chúng ta đang có một cái cổng Type-C này, do hiện tại iPhone nó đang sử dụng rất nhiều. Thành ra các bạn sẽ được thiết kế sẵn đối với các phần này. Ngoài cái cổng sạc USB ha. Ở đây là do các bạn xe á, bạn kết nối sẵn với chiếc xe, nên là nó sẽ khi mà chúng ta mở xe lên nó sẽ tự động kết nối ha. Đây, các phần thông tin của Apple CarPlay, và các bạn phải kết nối Apple CarPlay và Android không dây. Lúc trước là phải cắm cáp, còn giờ thì hiện tại là trên này nó đã có hết rồi. Rồi các bạn sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng ảo ở trên này, để các bạn không cần phải đọc sách mà truyền thống nữa. Và đây các bạn chỉnh thông số của xe là chỉnh hết toàn bộ ở trên này luôn, cũng không nhất thiết là phải sử dụng màn hình thông số nữa. Trước đây là phải sử dụng màn hình thông số. Ở đây là nhiệt độ này. Thì chiếc xe này của chúng ta nó không được như phiên bản của WayTrax là nó có một cái phần mà nhiệt độ của khoang phía sau ha. Khoang phía sau sẽ cửa gió, WayTrax sẽ có, riêng XLS thì sẽ không được như thế. Tuy nhiên XLS mà được như thế này quá đẹp, đặc biệt là khi các bạn thấy của dòng XL á. Hệ thống loa các bạn, hệ thống của cửa gió rất là đẹp. Ở đây là báo thông số hiển thị, thì các bạn thấy này, các phần chúng ta tắt mà của báo cảnh báo sub belt phía sau của trẻ em này, thì khi nó hiển thị như vậy để giúp cho các bạn, mọi người trong xe đều có thể dễ dàng quan sát được. Đây là cái hộp để đồ, ở chỗ này nó rất là tiện này, chỗ này này, ở các phiên bản cao thì chỗ này nó sẽ bằng da. Đây là vẫn một cái hộp để đồ giống như các phiên bản trước đây. Hệ thống chống trơn trượt XLS thì chế độ lái thì cũng chỉ có hai chế độ lái thôi, bình thường và chế độ các bạn này, cộng trừ của 6 cấp. Chế độ đây, manual. Vô lăng rất là đẹp ha. Vô lăng mới để giúp cho các bạn có thể quan sát được toàn bộ các thông tin trên chiếc xe luôn, của cái màn hình trung tâm như thế này. Ok, cho các bạn xem hệ thống đèn một xíu. Ghế ha, trần thì vẫn là hệ thống như các bạn đang xem này. Trần của XLS vẫn là trần của màu trắng sữa nha, chứ không phải được màu đen như các phiên bản cao cấp. Hộp để tay, hộp để tay thì đúng rồi, lúc nào cũng rất là lớn đối với Ford để các bạn để đồ. Hàng ghế 2 đây. Thì hàng ghế 2 này anh thích hơn ở phiên bản trước. Đây chỗ này các bạn thấy không, đúng là một cái cửa gió. Tuy nhiên về Việt Nam thì chúng ta lại không được sử dụng và nó bị ngắt đi. Đối với phiên bản XLS này, chỉ có phụ của phiên bản WayTrax mới có. Cổng nguồn 12V ha. Không được cổng sạc của 230V 400W như của phiên bản cao. Gập ghế thì giống lúc nãy anh có báo với các bạn rồi á. Ở cái hàng thứ sau anh cho các bạn xem một xíu. Ở đây là có cái mở lên của hàng 2 này. Vật liệu nỉ mới này nó rất là khác so với đời trước nha.
sờ cảm giác rất là tốt và êm hơn rất là nhiều. Nhìn nguyên cái khối này nó rất là gọi là bự. Thì anh kéo cái sub bell này. Đó. Thì các bạn thấy nè, chúng ta có thể gập xuống, nó nằm ngang như thế này, để chúng ta có thể để đồ. Lúc trước thì nó lại nằm xéo chứ không ngang được hết toàn bộ. Ở đây nó nằm ngang luôn để chúng ta có thể để đồ lên trên này. Là một lợi ích đúng không? Lợi ích thứ hai là đối với hàng ghế mới thì các bạn thấy không này, khi anh gập lên là nó nằm sát thẳng đứng luôn. Và các bạn chỉ cần neo nó lại thôi thì các bạn có thể chở đồ ở dưới này. Đó. Còn đội tay quay, bộ tay quay thì đưa xuống dưới này. Còn đội thì vẫn nằm ở phía sau của lưng ghế. Thì đối với hàng đầu á, ghế hàng đầu các bạn có thể ngả ghế đầu xuống sát với cái phần này luôn nha. Sát với cái phần bên dưới này luôn, rất là tiện dụng. Phần tay nắm cửa này lớn hơn, tạo cảm giác cầm nó chắc nịch hơn. Và anh muốn cho các bạn xem của hệ thống đèn. Đây là đèn halogen thôi, nhưng mà nó rất là sáng. Tuy nhiên đối với những anh mà hay sử dụng chiếc này vào những cái địa hình xấu và tối hoặc đam mê off-road thì dĩ nhiên là hệ thống đèn này nó chưa đủ sáng, bằng các công nghệ nó xịn hơn. Ok, đây là chiếc Ford Ranger XLS. Các thêm tin về xe Ford, toàn bộ chương trình khuyến mãi thì alo mình. Mình là anh Ford 365 tại hệ thống Sài Gòn Ford. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nhé. Ray's definitely our favorite robot. He helps us do all our testing. He helps us do it quickly, accurately, and ultimately very safely. My name is Chet, and I'm an advanced driver assist systems engineer. I'm responsible for the testing and development of driver assist features. The Advanced Driver Assist Systems team tests for driver assist and active safety features. We test both during daytime and nighttime. We use robots to be able to replicate these tests. Early on in the program, we use a lot of analytical testing, and then later on we move into physical prototype testing. AB systems are tried and tested in as close to possible real conditions with the use of the new robot, thanks to the upgraded detection system, including a wired new camera with a broader depth of view, combined with a new radar detection system designed to better detect pedestrians and cyclists. Thanks to robots like Ray, our testing has become a lot more accurate and faster. We're able to get our positional accuracy down to centimeters, so we know that the cars are ultimately safe when it goes out in customers' hands. Hi, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của anh Ford 365. Phía trước mặt các bạn đây đang là chiếc Ford Ranger quay chắc thế hệ mới hoàn toàn 2022. Đây là màu chủ đạo của dòng Ranger. Thì Ranger quay chắc từ xưa đến giờ các bạn biết là phiên bản được mua nhiều nhất và cái màu định dạng cho Ranger quay chắc đó là màu vàng. Tuy nhiên ở năm 2022-2023 này thì Ford cung cấp ra thị trường Việt Nam chúng ta thêm một phiên bản nữa. Đó là như chiếc Everest phía bên kia, Everest Sport, đó là màu đỏ kem cho phiên bản Ranger. Thì đây là hai màu có cái giá thành cao hơn các màu còn lại. Cùng xem là Ranger quay chắc nó sẽ có những cái tính năng nào hấp dẫn và đáng tiền ở trên một chiếc xe thế hệ mới này nhé. Đầu tiên là các bạn dễ thấy đúng không? Một cái định dạng của Ford cho thị trường Việt Nam và ở các dòng xe thế hệ mới đó là F150 thu nhỏ khi chúng ta nhìn vào một chiếc Ford Ranger quay chắc và một cụm đèn chữ C to bản. Cụm đèn chữ C này khi các bạn đi ban đêm mà nhìn thấy chữ C và dòng đèn LED này thì nó chỉ là của Ford thôi nha. Thì ở các xe thế hệ mới là Ranger và Everest là sẽ có cụm đèn chữ C này
Ở bên nước ngoài chúng ta sẽ có cái dòng cao hơn, ví dụ như F150 là cụm đèn chiếc xe to bản với một cái thanh ngang định vị mặt ca lăng chạy dài qua hai bên cái đèn ha, rất là đẹp, cùng với một cái chữ Ford. Thì cụm đèn này như các bạn đang xem đây là cụm đèn LED mai trận hoặc là LED Performance C của Ford, một cụm đèn thế hệ mới với các công nghệ. Các công nghệ thì đơn giản ha, tự động bật tắt nè, tự động đánh theo hướng vô lăng của các bạn nè, và điểm quan trọng nhất của cái đèn này á, đó là nó có thể phân vùng ánh sáng để cho các xe đối diện khi đi vào ban đêm á, nó không có bị chói mắt ha. Là công nghệ đèn mới của Ford, cụm đèn chiếc xe này vẫn là giữ theo nguyên thủy từ xưa đến giờ, Ford Ranger, một cái cụm to bản rất là đồ sộ. Cái điểm này các bạn sẽ rất thích nè. Đây là một cái phần đèn LED, đèn gầm, bi gầm nhưng lại sử dụng đèn LED ha, rất là to bản. Tại vì toàn bộ Ranger thế hệ mới là được kéo dài chiều dài cơ sở, tăng cường chiều rộng cơ sở và khoảng sáng gầm, góc thoát trước, góc thoát sau đều được cải thiện ha, rất là tốt. Các bạn thấy Ranger thế hệ mới có thêm hai cái tời móc zin theo xe. Trước đây thì các bạn, các phần tời này các bạn chỉ thấy ở trên của dòng Ranger Raptor ha. Hiện tại là tất cả các phiên bản Ranger và đặc biệt là Ranger quay chắc như các bạn đang thấy là đã được cung cấp luôn các phần tời móc này. Phía bên dưới xe dĩ nhiên không thể khác được, đó là một phần của vè. Thì vè chắn bùn phía trước phía sau là đều bằng nhựa, giúp các bạn khi di chuyển mà có bị kẹ nó sẽ là được giảm thiểu cái chi phí cho các bạn khi mà các bạn sửa chữa ha. Nắp capo to bản cùng với những cái đường dập nổi, các bạn thấy cái đường gân dập nổi to bản tạo nên cái sự mạnh mẽ. Thì Ford Ranger thế hệ mới của chúng ta đang là một chiếc xe mạnh mẽ nhất, thông minh nhất và hiện đại nhất. Đây là chiếc Ford Ranger. Toàn bộ phần thân xe cũng đều có được dập nổi ha. Cái đường gân rất là lớn chạy suốt dọc thân xe. Mâm lốp, một bộ mâm thế hệ mới và một bộ lốp cũng là lốp mới hoàn toàn. Lốp này các bạn đi địa hình đi off-road rất là tốt nha. Và đây là cái bộ vè, các bạn thấy phần thiết kế vè không? Toàn bộ vè đều bằng nhựa và các bạn có thể dễ dàng tháo rời để chúng ta sửa chữa. Rồi bộ vè trước đằng sau, bộ vè chắn bùn ốp cu lốp, logo bay trục bô, hình mang cá để định vị cho phiên bản Ford Ranger quay chắc. Thì chỉ có Ranger quay chắc mới được sử dụng động cơ bay trục bô ha. Tất cả các phiên bản đều lại đều là single trục bô và 2.0 hết. Ở Ford Ranger thế hệ mới tất cả các phiên bản đều sử dụng động cơ 2.0 chứ không như trước đây, nghĩa là chúng ta không còn động cơ 2.2 nữa. Phần gương rất là lớn, phần gương này các bạn đã thấy rồi nha, phần gương này sẽ có ở trên Everest với một cái phần đèn của rẽ, báo rẽ và một cái phần camera 360. Ở gương này đặc biệt là dòng Ranger và theo anh thấy là đầu tiên luôn ở một chiếc bán tải ở Việt Nam, đó là trên gương lại có cảnh báo điểm mù. Ranger quay chắc có cảnh báo điểm mù trên gương và chỉ có quay chắc có, rất là xịn, đẹp ha. Bệ bước đã được thiết kế lại với một bậc bước mới gọn hơn, đẹp hơn và chống trơn trượt tốt hơn so với bậc bước cũ. Thân xe rất là đẹp với cái màu vàng này. Bagamuy, phần thanh giá nóc đã được thiết kế lại để cho các bạn có thể neo đồ ở trên mui, và khi mà các bạn cần chở hàng á, thì một cái thông tin nhỏ nhỏ cho các bạn đó là ở chiếc Ranger quay chắc này khi nó đứng yên thì cái mui này có thể chịu tải tới 300kg. Có nghĩa là khi các bạn đi sử dụng mà cắm trại camping á, thì 300kg ha, hai người dư sức ở trên này nha. Đôi khi chúng ta ba người. Ở phần phía thùng xe thì đây. À, quên nói với các bạn là toàn bộ hệ thống khung gầm và body của Ranger thế hệ mới đã được thiết kế lại hoàn toàn. Hệ thống treo đã được thiết kế lại. Cả bốn bánh của chúng ta đều sử dụng là phanh đĩa nha. Bốn bánh là phanh đĩa. Hệ thống treo mới, khung gầm đã được thiết kế lại rất là xịn sò. Thanh thể thao, thanh thể thao Ranger quay chắc mới đã được thiết kế lại để các bạn dễ dàng có thể móc các phần móc đồ qua, neo lại, được thiết kế tinh gọn hơn để chúng ta một cái nhìn là đã thấy đẹp hẳn và chúng ta có thể cột đồ dễ dàng, không phải giống như thế ở đời trước chúng ta rất là khó cột đồ. Ở đây là phần phía sau của Ranger quay chắc, một cái phần dập chìm của logo Ranger, định vị Ranger thì đã dập chìm rất là đẹp ha. Tuy nhiên phần dập chìm này các bạn sẽ thấy một cái vấn đề, đó là khi chúng ta bị sự cố, cái phần này anh không biết làm sao mà để sửa chữa luôn nha. Tại vì đây là phần tôn và gần như là phải thay chứ không có thể nào chỉnh lại đối với cái phần mà dập chìm logo Ranger này. Nhấn là 4x4, một cái logo Ford to bản với hệ thống là cam zin của camera 360,
định vị quay chắc. Và đây, một cái phần cửa cốp mới cùng với cái đèn. Đây là phần đèn ban đêm các bạn thắng, nó sẽ hiển thị đèn lên và các bạn mở cửa cốp nó cũng thể mở đèn lên để cho cảnh báo. Nghĩa là chúng ta ngắt cái đèn trên thùng nhưng mà lại đưa cái đèn xuống ở dưới cốp, đẹp hơn. Bậc bước mới, bậc bước chân phía sau của dòng Ranger đã được thiết kế lại gọn hơn nhưng mà lại đặt thấp xuống để giúp các bạn bước lên nó thoải mái hơn, tiện dụng hơn. Và lên một xíu, đó là cụm đèn. Cụm đèn của Ranger thế hệ mới thì các bạn nhìn ngay là chúng ta đang có một cụm đèn của F-150 nha. Và cụm đèn này các bạn thấy radar phía sau. Radar này là giúp chiếc xe của chúng ta sẽ tự động phanh khi chúng ta lùi ra. Khi chúng ta lùi ra khỏi chuồng mà có xe cắt ngang thì radar này hoạt động và tự động phanh luôn nha. Đây là hệ thống cảm biến mới và nằm trực tiếp trên bộ đèn mới luôn. Đèn này như các bạn đã biết đó là đèn của F-150 thu nhỏ. Một cái điểm cộng nữa về phần thiết kế của Ranger thế hệ mới đó là bậc bước. Toàn bộ các phiên bản của chúng ta đều có bậc bước. Thì như trước đây chúng ta phải sử dụng các bậc bước độ chế của Hummer hoặc là bậc bước âm. Chủ yếu trên các dòng khách hàng đã làm là dòng Ranger Raptor. Thì ở đây là chúng ta đã có một bậc bước zin. Thì ân là 80kg đã thử lên đứng nhún nhảy mọi thứ. Và rất là bình thường nhé, không vấn đề gì để các bạn bước vô. Vậy đây là phần nắp thùng, là điểm ăn tiền rất là lớn ở trên thiết kế của Ranger quay chắc thế hệ mới. Toàn bộ lót sàn thùng nó được thiết kế lại. Và cái phần các bạn nhìn thấy là các phần khe này nó sẽ bự to bản ra để giúp các bạn. Đó là Ford đã ghi nhận thông tin là khi các bạn hay quỳ lên cái thùng này thì chúng ta khi mà các phần tiếp xúc này nó nhỏ thì chúng ta lại bị đau chân. Thì họ đã đưa tăng cái diện tích tiếp xúc ra để giúp các bạn giảm thiểu cái việc đau chân. Tuy nhiên lực thì vẫn giữ nguyên để chúng ta có thể chịu tải lớn. Theo thông tin anh có nhưng mà chưa biết là thực tế như thế nào thì toàn bộ các cửa cốp của Ranger thế hệ mới đều có ti trợ lực. Mặc dù vật liệu đó là vật liệu mới rồi nhưng mà toàn bộ Ranger đều có ti trợ lực. Thì anh vẫn đợi xem là các phiên bản thấp hơn có được cái ti này hay không. Dây kép neo lại màu đỏ rất là xịn ha. Nhìn rất là chúng ta sẽ không bị nhầm về ban đêm khi nếu ở bản cũ nó màu đen chúng ta rất dễ bị nhầm ở cái dây kép trợ lực này. Một cái điểm đó là chúng ta sẽ có các móc hình chữ C. Ở đây các bạn sẽ hơi khó thấy. Đây là các điểm để chúng ta móc. Thì cái móc này chúng ta sẽ nẹp các thanh gọi là thanh kẹp chữ C để kẹp đồ lên đây. Ở bên nước ngoài thì toàn bộ các phần mà của cửa cốp này sẽ có đánh kích thước để các bạn có thể cắt hàng trực tiếp ở trên này. Tuy nhiên ở Việt Nam thì các phần cửa cốp này lại không được đánh dấu kích thước nên các bạn có thể độ chế thêm kích thước ở trên này để kẹp các thanh chữ C lên. Một điểm đặc biệt nữa là ở hai bên thùng xe thì ở các phiên bản thấp hơn quay chắc thì lại không có thanh thể thao. Thì ở các điểm đó thì lại có các phần mà các điểm nhấn như thế này. Là ở phía trên của thanh thể thao, cái phần mà thanh thể thao, phần thùng của các phiên bản thấp hơn sẽ có các điểm như thế này để các bạn có thể đẩy xuống và gắn thanh thể thao lên. Các phiên bản thấp hơn các bạn có thể gắn thanh thể thao lên trực tiếp mà không cần phải khoan bắt, là do Ford đã để sẵn các vị trí tiếp xúc cho các bạn rồi, như thế này ở trên cái phần thùng. Rồi thiết kế của thùng mới. Nói về thiết kế của thùng mới thì toàn bộ các bạn thấy là xe nâng á. Ở phiên bản cũ thì xe nâng của chúng ta không đặt pallet vô được nha. Tuy nhiên ở phiên bản mới thì các bạn có thể lấy xe nâng và đưa pallet trực tiếp vô đây được luôn. Tại vì phần thùng này là bề rộng của nó là 1m2 mấy. Nghĩa là pallet của chúng ta tiêu chuẩn là 1m2. Thì phần thùng này đặt lọt pallet và các bạn đưa xe nâng lên đẩy thẳng pallet vô luôn. Rất là tiện dụng, không như đời trước. Anh đã thử đo rồi. Đời trước thì chúng ta không đặt pallet vô được. Và thêm một cái điểm cộng rất là lớn ở trên cái thùng này đó là họ có nhiều cái khoang để chúng ta chia. Đây là chúng ta đặt các cây gỗ vô để chia phân vùng cái khoang ra. Rất là nhiều các phần móc để chúng ta móc neo đồ lại. Và đặc biệt là chúng ta đang được hai cổng nguồn. Thì cổng nguồn này của chúng ta thì có một cổng là sử dụng điếu 12V và một cổng sẽ sử dụng nguồn 230-400W. 230-400W là đủ cho các bạn sử dụng một số cái vật dụng như máy pha cà phê mini này. Một số vật dụng nấu nướng gia đình ở trên này. Hoặc là đặc biệt là những cái ở bên nước ngoài chúng ta hay sử dụng đó là chúng ta có sử dụng máy cắt, máy khoan mini để chúng ta có thể làm các công việc khi mà đi về các farm nhỏ. Thì ở chiếc Ranger quay chắc thế hệ mới, đặc biệt là dòng Ranger thì chiếc xe đó tiến gần hơn với gia đình của các bạn. Không giống như trước đây là chiếc bán tải chỉ để phục vụ là đi công việc. Hiện tại Ford xác định phân khúc luôn, đó là để chiếc bán tải tiếp cận gần hơn với gia đình của các bạn. Thay vì xưa giờ chúng ta chỉ mua chiếc 4 chỗ, chiếc 5 chỗ, chúng ta hãy mua chiếc bán tải để chúng ta sử dụng được nhiều mục đích hơn. Sau đây là tiếp tới là tới khoang xe.
Thì khoang xe như các bạn đã biết là khoang xe của Ford Ranger thế hệ mới thì cũng tương tự như của dòng Everest. Toàn bộ phần Ranger thế hệ mới là được sử dụng hai màn hình thông số rất là lớn, từ phiên bản thấp tới phiên bản cao, có nghĩa là phiên bản XL số sàn hai cầu các bạn cũng được sử dụng hai màn hình lớn như thế này. Ở màn hình giải trí đặt dọc và màn hình thông số đặt ngang. Rất là lớn ha, rất là tiện dụng. Hơi tiếc là ở Ranger thế hệ mới các bạn lại không sử dụng được cần số như cái video anh cho các bạn xem này. Cần số mà của bản cao nhất của Everest là cần số điện á, thì Ranger vẫn sử dụng cần số như đời trước. Tuy nhiên toàn bộ phần núm xoay và phần công nghệ của sạc không dây, Android không dây, Apple không dây thì đã được cải thiện trên dòng Ranger mới. Rất là tiện. Ghế vẫn là chỉnh điện, tuy nhiên là có một cái đặc điểm đó là phần ghế phụ á, thì lại không có chỉnh điện. Thì anh chưa biết xe thực tế, tại vì xe thực tế thì sẽ có. Ok, toàn bộ phần lẫy tay ha, rất là đẹp. Đây là phần lẫy tay để khi các bạn đóng mở cửa. Đóng mở cửa thì các bạn sẽ không bị hư các phần tay nắm cửa như hồi xưa. Đây là điểm nhấn sơn đen bóng rất là đẹp. Ước gì nó được sơn nhém ha, hoặc một màu sắc khác. Anh nghĩ các khách hàng của anh sẽ thay đổi cái màu sơn này để cho nó đẹp hơn theo cái sở thích của mình. Vô lăng thế hệ mới thì toàn bộ khách hàng của anh đều nói là tại sao vô lăng thế hệ mới nó nhỏ hơn. Không nhỏ hơn nha. Tại vì được thiết kế lại, tinh gọn lại để cho các bạn có thể quan sát được hết cái màn hình thông số lớn này. Và phần vô lăng mới là do kích thước xe và bề rộng chiều rộng cơ sở tăng lên, nó thành ra là chúng ta sẽ nhìn cái không gian của cái nó lớn ra. Thành ra vô lăng thì nhìn cảm giác nó nhỏ lại. Tuy nhiên, tổng thể kích thước vô lăng thì vẫn giữ nguyên. Rất là đẹp. Toàn bộ phần không gian bên trên rất là đẹp ha. Các phần cảm biến. Đối với chiếc xe này thì anh có một cái từ tháng 9, tháng 10 đó chúng ta sẽ được sử dụng, đó là Forbes. Thì Forbes là các bạn đã nghe nhiều ở trên mạng rồi. Thì Forbes được kích hoạt tại thị trường Việt Nam nằm khoảng tháng 9, tháng 10. Là toàn bộ các phần số, cái xe Ranger thì chúng ta, đối với các xe mà có khởi động bằng nút bấm á, thì chúng ta có thể đề nổ từ xa được. Thí dụ các bạn để xe trong thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể ngồi ngoài Hà Nội mở điện thoại lên và nhấn đề máy xe ha. Và không cần chiếc xe của chúng ta kết nối mạng nha. Tại vì sẵn trên xe Ranger và Everest mới chúng ta đang có sẵn một cái eSIM và kết nối toàn cầu. Các bạn có thể xem được chiếc xe của ta đang, chúng ta đang ở đâu. Các bạn có thể đề nổ và tắt chiếc xe. Các bạn có thể theo dõi toàn bộ các thông số trên xe, có nghĩa là xe của các bạn thí dụ như hết nhiên liệu nè, hết nước nè, hoặc là hết mà dầu thì nó sẽ báo lên điện thoại để cho các bạn biết ha. Đó là Forbes và nó là một cái app và rất là tiện dụng, dễ hơn các bạn cài cái Facebook luôn. Đó là cái app mới của Ford. Đó là cái phần công nghệ chia sẻ cho các bạn biết thêm. Về phần ghế thì anh có một cái điểm rất là thú vị ở dòng Ford Ranger thế hệ mới này á, là khi các bạn ngửa hết cái phần lưng ghế ra á, đây nè, thì giống như thiết kế của F150 luôn. Đó là ghế của các bạn sẽ chạm luôn ở cái ghế sau nha, để giúp cho các bạn đó, các bạn này, khi các bạn nghỉ ngơi đó, các bạn thấy nó mở lớn không? Anh mở hết ra cho các bạn xem. Ok ha. Thì khi phần ghế của chúng ta đã được mở hết ra thì tạo một cái điểm ngả lưng từ đầu tới cuối xe luôn. Không như trước đây là các bạn chỉ mở được nghiêng, hơi nghiêng thôi, chứ không là lấy được hết nằm ngang như thế này. Rất là tiện dụng đối với chiếc xe bán tải do chúng ta thường phải di chuyển và cần nghỉ ngơi. Ok, rất là tiện dụng ha. Về trải nghiệm lái thì toàn bộ Ford Ranger thế hệ mới cũng giống như Everest là có trải nghiệm lái rất là tốt, cho cảm giác lái thuận tiện khi các bạn di chuyển ha. Anh lên anh ngồi ở cái khoang sau. Thì do là phần động cơ hộp số, động cơ của Ranger thế hệ mới chúng ta đã được cải thiện, cũng là sử dụng động cơ bi turbo 2.0, tuy nhiên là đã được cải thiện hộp số, động cơ này, hộp số 10 cấp đã được cải thiện nên tạo cảm giác lái tốt hơn. Thêm nữa là toàn bộ vật liệu cách âm, nghĩa là toàn bộ các kính đã được nâng cách âm. Và phần cái ưu điểm đầu tiên mà ai cũng nói khi mà chúng ta lái thử Everest, các bạn nên lái thử, thì cái khoang máy, cách âm của khoang máy và cái người lái và phần bên trong được cải thiện rất là nhiều so với đời trước nha, là phần cách âm. Khoang thứ hai ngồi thì nói thẳng ra là cũng không khác mấy so với cái dòng bán tải thế hệ trước, tại vì ở khoang hai mà thì nó luôn là thẳng ghế. Thì các bạn chắc là sắp tới chúng ta sẽ làm các bộ mà trượt ghế lên. Tuy nhiên ở Ranger thế hệ mới thì đối với dòng quay chắc mới có nha, là chúng ta có một cái cửa gió cho cái hàng ghế hai. Các phiên bản thấp hơn không có, chỉ có quay chắc mới có cửa gió độc lập cho hàng ghế thứ hai, đáp ứng nhu cầu của các bạn ha. Có một cổng sạc Type-C, cổng sạc USB và cổng sạc 230V 400W ở hàng ghế thứ hai cho các bạn luôn. Chúng ta sẽ làm được nhiều thứ đối với cái hàng ghế này. Rồi,
cho các bạn xem phần gập ghế ha. Thì toàn bộ các ghế của chúng ta đều có Isofix và Ân muốn cho các bạn xem đó là phần gập ghế. Thì đối với dòng Ranger thế hệ mới thì chúng ta sẽ gập được như thế này. Hạ cái này xuống. Chúng ta sẽ gập được như thế này. Có nghĩa là chúng ta tạo được cái mặt bằng ngang luôn khi chúng ta cần chở hàng. Khi chúng ta cần một chở một cái hàng mà gọi là khối lượng không quá lớn để tránh ảnh hưởng tới cái ghế thì chúng ta có thể gập ngang cái ghế này. Ở trước đây thì chúng ta chỉ gập xéo thôi, không gập ngang được như thế này ha. Đó là một cách. Cách thứ hai là các bạn có thể neo ngược lên ha. Đối với Ranger thế hệ mới là các bạn có thể gập được cái đó, cái phần ghế đó thì có thể gập và neo ngược lên trên luôn ha. Chúng ta sẽ cột lại. Thì chúng ta cũng tạo được một cái không gian rất là lớn, và đặc biệt khi các bạn đi hai người thì cái hàng ghế này nè, hàng ghế đầu tiên các bạn có thể đẩy hết về sau, đặc biệt là cái ghế phụ. Hoặc là các bạn có thể ngả lưng nằm sát gần tới đây luôn. Đó là phần thiết kế mới đối với hàng ghế thứ hai của Ford Ranger thế hệ mới ha. Rất là thích. Bộ cơ đội tay quay sẽ đưa xuống dưới này, không đặt phía sau lưng nữa. Đây là chiếc Ford Ranger quay chắc thế hệ mới. Và toàn bộ các chiếc Ford Ranger phiên bản thấp hơn của quay chắc thì đều có chung thiết kế về chiều dài, chiều ngang. Cụm đèn phía trước thì không được cái phần đèn mà xịn sò thôi, nhưng mà vẫn là một cái mặt ca lăng to bản, vẫn là một chiếc xe hầm hố, vẫn là một cái khoảng sáng gầm. Cao nhất phân khúc, hiện đại nhất phân khúc, thông minh nhất phân khúc. Đó là chiếc Ford Ranger thế hệ hoàn toàn mới. Cần thêm tin về xe Ford, toàn bộ chương trình khuyến mãi thì hãy alo mình. Mình là Anh Ford 365 tại hệ thống Sài Gòn Ford. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nhé.